Được rồi, gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tới đó. Chết tiệt, biết bao giờ ông ta mới chịu buông tha cho mình đây. Còn có người đàn ông khác đang đe dọa cổ sao? Thú vị thật. Tôi đã nói là tôi bận không sắp xếp được. Sao anh cứ dùng ép tôi hoài vậy? Thôi mà, không phải em cũng đã sắp xếp được và tới đây với anh rồi sao? Những ngày qua anh đi công tác ở nước ngoài, anh nhớ em lắm đó. Thôi mệt quá, làm gì làm lẹ đi, tôi còn về nữa. Coi kìa, em coi anh là loại người gì vậy hả? Anh có cảm xúc đây mà. Sắp tới anh có hùng hợp với bạn bè mở thêm cái thẩm mỹ viện cao cấp ở thành phố này, nên anh cần một số tiền. Em có thể giúp được anh không? Anh kêu tôi giúp anh hả? Không nhiều, anh chỉ cần em giúp 2 tỷ. 2 tỷ? Anh muốn giết tôi hả? Anh biết là tôi chưa nắm được gì trong gia đình đó hết mà. Bây giờ anh đòi 2 tỷ, tôi lấy đâu ra? Thì lấy từ trong túi chồng em chứ đâu. Còn làm bằng cách nào để lấy á, thì em quá thông minh rồi, đâu cần anh phải chỉ chứ. Không, tôi không thể nào lấy số tiền đó được. Lâu nay tiền tôi đưa cho anh cũng đã quá nhiều rồi. Anh đâu có kêu em đưa liền. Anh cho em thời gian 1 tháng, dư sức em có được 2 tỷ, đúng không?